mi ma. Sa thụ lành thai. Nam mô Bụt Thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và thành tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, một thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu cùng chư tôn đức, và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và cô Nguyễn Ngọc. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thăm Má trên mạng internet qua Bangkok, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều và Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật học cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 4, quãng đời niên thiếu của bậc đại sĩ sẽ do thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh ngài. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Đức Phật, lịch sử Đức Phật. Và bây giờ thì chúng ta đang nói về cái quãng đời niên thiếu của bậc đạo sĩ. Bậc đại sĩ xuất hiện ở đời cũng có từng chặng thời gian của cuộc đời, như là bậc đại nhân Bồ Tát, thì trong cái giai đoạn nào khi đảng sanh, hay là trong thời niên thiếu, cũng biểu hiện được cái sắc thái đặc biệt của một vị nhân. Nhờ học cái môn học này mà chúng ta nhắc lại lịch sử của Đức Phật, để chúng ta luôn luôn hiểu đúng về Đức Phật là một vị Phật lịch sử. Và khi chúng ta hiểu đúng về Đức Phật thì cái niềm tin của chúng ta được thành tựu là một niềm tin chân chính, niềm tin của trí tuệ. Và điều đó sẽ giúp cho người Phật tử chúng ta có sự tiến hóa ở trong cái con đường tu tập. Một người Phật tử chân chính khi có niềm tin với vị đạo sư của mình thì chúng ta phải hiểu biết thật sự về bậc đạo sư,
Chứ chúng ta không thể có một cái niềm tin lấp lửng hoặc là mù quáng. Thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài đọc, và sau đó chúng ta sẽ được nghe trình bày rộng rãi do Thượng tọa Giác Đẳng Giảng Sư đảm trách cái môn Phật học cơ bản, Phật pháp cơ bản này. Bây giờ xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho bài học. Xin mời sư cô. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Dạ, bài học hôm nay phần 1 Đức Phật. Bài 4 Quãng đời niên thiếu của bậc đại sĩ. Trong kiếp sau cùng của một bậc đại Bồ Tát, trước khi viên thành quả vị vô thượng chánh giác, luôn trải qua thời niên thiếu với những đặc điểm tương ứng với quãng đời của một bậc đại giác sau này. Ngài chào đời với sự hân hoan của chư thiên và nhân loại. Những người thân thích, liên hệ đều sinh ra với túc duyên đã tạo từ bao kiếp trước. Những dự báo về con đường thoát tục trong tương lai như một cái bóng bao trùm lên cách yêu thương săn sóc của gia đình. Ngài nhận được đời sống sung túc về cả hai mặt, vật chất lẫn tinh thần, với đời sống nhung lụa và nền giáo dục tốt nhất thời bấy giờ. Ngài có một thể lực thanh kiện và trí tuệ mẫn tiệp, định lực và lòng từ bi vô hạn cũng biểu hiện rõ nét. Sự thành tựu Phật quả không phải là ngẫu nhiên, thì quãng đời niên thiếu có nhiều điểm mang tính quyết định với phần đời còn lại của Đức Phật. Những dấu ấn trong sự ra đời của một bậc đại Bồ Tát. Đức Phật sanh ra, thành đạo và viên tịch giữa thiên nhiên. Hoàng hậu Maya, theo phong tục thời bấy giờ, khi sanh con đầu lòng, đã làm một hành trình về cứu hương để được mẹ ruột chăm sóc. Khi hoàng hậu đi gần tới biên giới, đã dừng chân tại ngự viên Lumbini. Tại đây, Đức Bồ Tát chào đời dưới cây Sala hoa nở sái mùa. Ngài ra đời trong mùa xuân, mùa sen nở giữa niềm hân hoan vô hạn của chư thiên và nhân loại. Đó là ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, tháng đầu tiên trong năm theo lịch Ấn Độ. Phật mẫu sau khi sanh bậc đại sĩ không bao giờ trở lại đời sống của quan hệ nam nữ bình thường. Hoàng hậu từ trần 7 ngày sau khi sanh nở, Thứ Phi Maha Pachapati Gotami, vừa là dì ruột, vừa là cái mẫu của Đức Bồ Tát, đã chăm sóc và yêu thương ngài như mẹ ruột. Sau này di mẫu xuất gia, trở thành vị tỳ kheo ni đầu tiên trong giáo pháp. Sự chào đời cùng lúc của công nương Yashothara và hoàng tử Ananda cũng được ghi nhận. Cả hai đều có sự gắn kết đặc biệt với Đức Bồ Tát trong nhiều tiền kiếp cũng như hiện kiếp. Yashothara không phải chỉ là bạn đời một kiếp, mà trong rất nhiều đời. Ananda là thị giả của Đức Phật và là người có trọng trách trong việc kết tập kinh điển. Dự báo về con đường thoát tục. Đạo sĩ Asita, một bậc có thiện chứng rất cao, đã tự thân đến thành diện kiến Thái tử sơ sinh với lời báo trước về sự ra đời của bậc đại hóa giác, hoằng hóa độ sinh. Hai biểu cảm thoạt vui thoạt buồn của vị đạo sĩ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vua Suddhodana. Siddhartha là cái tên được đặt từ lời tiên tri. Trong lễ đặt tên, có 7 vị bà la môn thông thái đã tiên tri là thái tử sau này sẽ thành tựu nguyện vọng cao cả. Nếu làm vua sẽ là đại đế, nếu xuất gia sẽ là bậc chân sư vĩ đại. Vị bà la môn thông thái trẻ nhất là Konanya khẳng định thái tử sẽ từ bỏ thế tục, trở thành bậc đại giác đủ đời. Sau này Konanya trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật, và nhóm năm thầy Konanya được thọ đại giới, đánh dấu sự ra đời của Tăng Bảo. Tâm trạng của vua cha khi được nghe những lời dự báo
là quyết tâm giữ chân người con yêu quý của mình thừa kế ngai vàng. Với tâm trạng này, vua Suddhodana đã có những quyết định quan trọng đối với Đức Bồ Tát, mặc dù trong vài trường hợp, vua cha cũng cảm nhận cái gì đó rất thiêng liêng cao cả mà chính mình cũng chấp tay kính trọng. Bao phủ bởi hạnh phúc thế gian là điều có thể dùng để mô tả đời sống của Bồ Tát trong thời niên thiếu. Một phần do phước quá khứ, một phần do vua cha mong con mình thừa kế ngai vàng. Sau này khi nói về con đường trung đạo, Đức Phật khẳng định chính Ngài đã trải nghiệm đầy đủ cả hai nếp sống, lợi dưỡng và khổ hạnh. Không phải chỉ thấy sự bất cập của hai cực đoan này bằng suy tư mà do chính kinh nghiệm trực tiếp. Biểu hiện của một nội tâm phi phàm, trải nghiệm quý báu về cuộc sống tịnh mặc. Năm lên 7 tuổi, Đức Bồ Tát từng ngồi một mình an tịnh dưới gốc cây đại thụ để nhập định. Sau này chính kỷ niệm thơ ấu đó đã là một gợi ý quan trọng khi Ngài kết hợp chỉ và quán trong sự dung thông tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Lòng từ bi vô hạn được ghi lại như đặc tính cố hữu của Đức Bồ Tát đối với người vật chung quanh. Trong nếp sống văn hóa của giai cấp chiến sĩ sắc đế lỵ thì sự săn bắn như một tiêu khiển, vương giả thì Ngài có cái nhìn hoàn toàn trái ngược, vô song về thể lực, trí tuệ và nhân cách. Đức Bồ Tát có được một nền giáo dục ưu việt với bậc thầy Bát Lãng Kinh Vê Đà, được xem là kho tàng tri thức thời đó. Ngài rất khỏe mạnh, cường tráng. Trong một cuộc thi năm lên 16 tuổi, Bồ Tát đã chứng tỏ khả năng vượt xa những hoàng tử ưu tú khác về thể lực cũng như võ nghệ. Ngài đặc biệt có tư cách rất cao sang và thánh thiện. Tư duy về hạnh phúc và khổ đau, sống trong nhung lụa của cung đình, nhưng Bồ Tát thường trầm tư về hai mặt của cuộc sống. Ngài không đơn giản đón nhận hạnh phúc mà tự hỏi sự vô thường có phải là chung cuộc của tất cả. Không dễ để có một người có quá nhiều lại nghĩ đến bản chất sanh diệt. Khi hạnh phúc trần gian không giữ chân được bậc xuất thế, những hình ảnh rất thực của kiếp nhân sinh. Trong một lần ra ngoại thành ngoạn cảnh, Bồ Tát mục đích bốn cảnh: già, bệnh, chết và một sa môn. Những hình ảnh đó tác động sâu sắc đến tâm tư của Ngài. Nếu cuộc sống là một hành trình của sanh, già, bệnh, chết thì có nên xem sự xây dựng cuộc sống phồn hoa là cứu cánh, niềm hạnh phúc mang tên trói buộc. Rồi trong một ngày rằm tháng Asanha, Ngài quyết định rời bỏ cuộc sống vương giả. Một người trong hoàng cung đến báo là hoàng hậu Yashothara vừa hạ sanh một hoàng tử. Ngài đã thốt lên câu: lại là sự buộc ràng. Rahula, không có tình thương thì sao gọi là buộc ràng? Không có sự ra đi thì sao gọi là vương vấn? Sự khước từ vĩ đại là mô tả của những sử gia nói về hình ảnh của một bậc quân vương từ bỏ ngai vàng để chọn con đường thoát tục. Tự mình chọn lựa và quyết định, trước mắt vẫn là con đường vô định, sau lưng là cuộc sống đầy ắp tình thương yêu và tiện nghi vật chất. Ngài lên đường với sự khẳng định là tất cả những gì mình đang có đều sẽ vô thường theo thời gian. Hai đời sống hoàn toàn khác biệt nhau sau khi rời Kapila Quách Thú. Ngày hôm sau, Đức Bồ Tát đã sống một mình, không người hầu hạ. Ngài sống bằng thực phẩm khất thực, vốn rất bình thường của các vị sa môn bấy giờ. Không có nhà cửa, Ngài sống dưới cội cây hay trong hang đá. Năm đó, Ngài 29 tuổi, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ Thượng Sư, đại lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về quãng đời niên thiếu của bậc đạo sư.
đối với nhiều người thì thời kỳ này ở trong lịch sử chúng vào những gì mà Đức Phật giảng giải hay là phải liên quan tới cuộc đời của Ngài sau khi thành đạo. Thật ra thì học Phật Pháp hay là tìm hiểu lời Phật dạy ở trong cách như vậy thì cũng được chứ không phải là không được. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn từ một góc cạnh khác thì có rất là nhiều sự liên hệ mật thiết về quãng đời nhiên thiếu của Đức Phật và cuộc sống sau này của Ngài. Liên hệ nhiều lắm. Như chúng ta đã biết rằng Đức Thế Tôn thành đạo không phải là một điều ngẫu nhiên, mà đó là một kết tinh của vô lượng kiếp tu tập. Và ở trong kiếp đó, không phải riêng Đức Phật của chúng ta, mà tất cả chư Phật trong quá khứ và tương lai, thì các ngài đều trải qua một quãng đời niên thiếu. Một quãng đời niên thiếu đó có những sự kiện nổi bật để nói lên đó là thời niên thiếu của một con người phi phạm, nói rõ hơn là của một vị Phật thọ giác. Hiểu thêm điều này thì chúng ta hiểu thêm về Phật quả, chúng ta hiểu thêm về bậc đạo sư, và chúng ta hiểu thêm một số các chi tiết lịch sử quan trọng. Thứ nhất, thưa quý vị, chúng ta nói về những dấu ấn trong sự ra đời của một Phật Đại Bồ Tát. Một vị mà thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì sự ra đời của Ngài là sự ra đời giữa thiên nhiên. Thì thành đạo và ngày viên tịch niết bàn của vậy, có lẽ là thiên nhiên là một cái bối cảnh đủ lớn, đủ đẹp, đủ cao trọng để xứng hợp với hình ảnh của một Phật đại giác. Con người chúng ta thường nghĩ đến cung vàng điện ngọc, nghĩ đến sự trang trí này đó, nhưng mà thưa vì không có một cái bối cảnh nào, không có một cái nền nào của một bức tranh mà nó vĩ đại hơn thiên nhiên hết. Chúng tôi cũng có dịp để có mặt những nơi gọi là những kỳ quan của con người xây dựng, như là Angkor Wat, là Vạn Lý Trường Thành, hay là Borobudur, hoặc giả là những công trình như là Red Fort bên Ấn Độ. Có thán phục thì thán phục đó, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng thiên nhiên vẫn để lại cái gì đó vĩ đại, tuy rằng nhưng mà lại rất là đẹp so với những công trình của con người. Và như là một cái định luật cố hữu, cái việc Phật toàn giác khi Ngài ra đời, Ngài thành đạo và Ngài viên tịch niết bàn đều dưới cảnh thiên nhiên hết. Trong trường hợp bậc đạo sư của chúng ta thì
Hoàng hậu Maya. Khi biết mình thụ thai thì vua Tịnh Phạn đã chăm sóc rất chu đáo, nhưng mà vẫn theo một cái luật định trong cái phong tục thời bấy giờ. Mà ngày hôm nay cũng vậy. Ở tại Ấn Độ, khi mà người con gái có chồng sinh ra con đầu lòng, thì thưa quý vị, khi sinh con đầu lòng thì về lại quê mẹ để được người mẹ ruột của mình chăm sóc. Điều này là một phong tục không phải chỉ đẹp mà mang tới cách thực tế. Thì hoàng hậu Maya xuất thân từ xứ Koriya. Koriya là một vương quốc nằm sát biên giới với vương quốc của dòng Thích Ca. Và lúc bây giờ thì có một cuộc hôn nhân mà bên vua Tịnh Phạn là dòng Thích Ca và bên hoàng hậu Maya là bên dòng Koriya. Ngày hôm nay chúng ta về thăm thánh địa Lumbini thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là thánh địa Lumbini nằm không xa dòng sông Rohini bao xa, rất gần, nghĩa là đây là một người viên ở gần biên giới giữa hai quốc gia, mà dòng sông Rohini là một cái biên giới thiên nhiên. Thời đó thì những vị ở trong hoàng tộc và đặc biệt là nhà vua lập ra những ngự viên ở những cái nơi mà có cảnh trí hữu tình để những chuyến đi du hành xa có thể dừng chân, và những nơi này được chuẩn bị rất là tốt với cây cao bóng mát, hoa thơm cỏ lạ và có người chăm sóc. Khi hoàng hậu Maya đến gần đến biên giới thì ra lệnh phái đoàn dừng chân ở tại vườn Lumbini, một cái người viên cuối cùng trước khi qua bên kia biên giới đi về quê cố hương của mình. Và tại trong vườn Lumbini này, lúc đó thì hoa sa la được trồng, và cây sa la đó không giống như cây sa la mà chúng ta thấy ngày nay, mà cây sa la đó là một loại sa la nở chỉ có một mùa duy nhất, đó là vào cuối tháng 9 tháng 10. Nhưng lúc bây giờ nhằm vào tháng 3 dương lịch, thứ quý vị, tháng 5 dương lịch là một tháng mà hoa sa la không có nở. Nhưng mà có một cây hoa, một cây sa la nở đầy hoa. Hoàng hậu thích thú, đưa tay hái, không phải đưa tay ngầm cầm một nhánh hoa rất gần với mình. Mà ngay lúc đó thì thái tử chào đời. Và như vậy Đức Bồ Tát hạ sanh ở tại vườn Lumbini, ở dưới gốc cây sa la, như chúng ta được biết, được ghi lại ở trong kinh điển. Và ngày ra đời vào đúng ngày trăng tròn, tháng Vê Sắc. Tháng Vê Sắc là tháng đầu tiên ở trong năm theo lịch của Ấn Độ. Ngày nay nếu quý vị Phật tử mà có quen thuộc với những cái sinh hoạt của các quốc gia Thái Lan, Miến Điện, Tết Lan, Lào, Campuchia, thì người ta ăn Tết vào cái tháng Vê Sắc và tháng đầu năm theo lịch Ấn Độ, tức là đó cũng là âm lịch, nhưng mà cái âm lịch đó tháng Giêng lại bắt đầu từ tháng Vê Sắc chứ không phải tháng Giêng bắt đầu trước đó 3-4 tháng như là lịch của Trung Hoa. Có một điều thú vị, chúng tôi đi nhiều nơi trên thế giới đó, ngoại trừ ở dưới Ấn Độ,
thì ở mấy vùng nhiệt đới đó, thì chúng tôi thấy rằng cái tháng Vesak lại là một cái tháng mà muôn hoa cây cỏ bắt đầu nở rộ. Ví dụ như ở tại Mỹ, tháng Giêng âm lịch thì trời còn lạnh và nhiều, nhưng mà vào trước lễ Phật Đản một tháng thì thưa quý vị, đó lại là mùa xuân. Mùa xuân bên Mỹ chính thức bắt đầu từ 21 tháng 3, sớm hơn là cái tháng Vesak 2 tháng. Nhưng mà đại khái là cũng vào mùa xuân. Và những vị nào có đi hành hương sang Ấn Độ thì còn nhận ra một điều rằng mùa Vesak là mùa sen nở. Ít nhất là cũng sen bắt đầu nở. Và bên cạnh đó có một loại hoa khác mà cũng là một loại thủy cảnh, đó là hoa súng. Hoa súng Ấn Độ thì đẹp lắm thưa quý vị. Đặt tên hoa súng trong tiếng Việt đôi khi nghe không có hay. Hoa súng là water lily, là một loại hoa mọc ở trong nước. Bên đó có nhiều màu, hoa súng rất đẹp. Và mỗi lần đi hành hương sang Ấn Độ vào cuối mùa hành hương, tức là vào cuối tháng 3, thì chúng tôi băng ngang những cánh đồng mênh mông. Và thường là có hai nơi mà khiến cho chúng tôi nhớ nhiều, nghĩ nhiều về cái thiên nhiên thời Đức Phật. Đó là những vườn xoài. Người Việt Nam của chúng ta không có trồng xoài để làm cảnh. Người Ấn Độ thì họ có những vườn xoài mà thưa vì cái gốc rất là lớn, bóng mát, trùng khắp. Một cái mát mà khiến chúng ta cảm thấy rất là thích. Và ở dưới thì họ giữ trong những vườn xoài nổi tiếng của Thái Ichiraka, những vườn xoài của Ambapali đã đi vào trong lịch sử của Đạo Phật. Thì vườn xoài là một điểm rất là thích thú. Nhưng một điểm khác mà chúng tôi rất thích thú đó là hoa sen, hoa súng nở vào mùa Đức Thế Tôn ra đời, nở rộ ra. Nhìn một cái hồ súng, hồ sen bát ngát giữa hoa đồng cỏ nội thì tự nhiên chúng ta nhớ rằng ô, đây là mùa Đức Thế Tôn ra đời. Và khác với nhiều tôn giáo khác, vì giáo chủ ra đời trong một đêm đông lạnh lẽo ở một thế giới âm u, thì Đức Thế Tôn ra đời vào một cái mùa mà sen nở, hoa nở, hoa vô ưu sái mùa cũng nở. Và đó là mùa xuân bắt đầu. Thì thứ gì chuyện khác liên quan đến cuộc đời của Đức Phật là sau khi mà hoàng hậu hạ sanh thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu Maya từ. Đây cũng là một cái chi tiết rất là thú vị. Ở trong kinh nói rằng khi mà hoàng hậu đã thọ thai thì từ đó trở đi đối vì sự có mặt của Bồ Tát trong thai bào mà không bao giờ mà có một cái quan hệ nam nữ. Và từ đó trở đi, một người phụ nữ khi là Phật mẫu, khi mà mang thai một vị chánh đẳng chánh giác rồi, thì từ đó trở đi không còn là một cái có một cái quan hệ nào với người nam khác. Do đó sau khi mà hoàng hậu hạ sanh Đức Bồ Tát thì bà đã từ trần. Chúng tôi nhắc cái chi tiết này, thật ra thì đây là một chi tiết được ghi ở trong kinh chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng những gì chúng tôi nói sau này, tức là chúng tôi nói riêng ở ngoài, là chúng tôi thấy điều đó không xảy ra đối với người cha là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn vẫn tiếp tục đời sống bình thường cho đến sau này đắc đạo chứng quả nhờ sự khai ngộ của Đức Phật, nhưng mà vua Tịnh Phạn vẫn sống bình thường. Thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là một điều ngẫu nhiên mà ở trong cái
xã hội Ấn Độ người ta theo chế độ mẫu hệ, nhưng mà trên phương diện nào đó, đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự liên hệ giữa người mẹ và đứa con lại có cái tính cách đặc biệt quan trọng trong tự nhiên. Ở đây chúng tôi nói cái ý riêng của chúng tôi thôi, bởi vì Bùi Tình Phạn là cha, họ Ma Gia là mẹ, nhưng mà cái luật định về một người mẹ sanh được gọi là phần mẫu, từ đó trở đi không còn có một cái quan hệ nào khác, quan hệ nam nữ với người khác, thì chỉ có áp dụng đối với người mẹ thôi. Thật ra chúng tôi tạo có một cái ý nghĩa riêng ở đây là về phương diện này đó, thì quả thật là người mẹ có một cái dây nối thiêng liêng đối với người con hơn người cha. Dĩ nhiên tôi nhắc lại quý vị ở điều này không kinh, mà chỉ riêng chúng tôi nói thôi. Dạ, thế quý vị đừng nói rằng điều đó là có trong sớ giải. Ở trong sớ giải chỉ kinh nó chỉ nói rằng phân mẫu thì bây giờ có cái quan hệ đến lần nữa. Và sau khi mà hạ sanh Đức Bồ Tát thì Phật mẫu đã từ trần. Và đó cũng là một điều rất là tự nhiên, là khi một vị chánh đẳng chánh giác ra đời đó, thì thứ gì đó là một cái thời điểm mà có rất nhiều chúng sanh hữu duyên, hữu phước, hữu hạnh đã từng có một cái tương duyên mật thiết với Đức Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp đó, cùng sanh ra một lúc và trở thành những chúng sanh rất là ưu việt. Ở trong đó có Ngài Ma Kasipa, Ngài Sariputta, Ngài Mokkalana, Ngài Rattapa, Ngài Kondanya, nhiều người được nhắc đến. Nhưng mà theo trong sớ giải, hai người sinh ra cùng ngày, cùng giờ với Đức Phật ở hai nơi khác nhau. Đó là công chúa Yashodhara, Yajudala của vương quốc Kauliya và hoàng tử Ananda, cũng thuộc dòng Thích Ca. Mà về sau này thì cả hai vị này, một vị trở thành một vị thần hoàng hậu khi thái tử Siddhartha đăng quang, và một người trở thành sứ giả của Đức Phật, tức là tôn giả Ananda. Thì theo trong kinh thì ghi nhận rằng hai vị này sinh ra cùng ngày cùng giờ với Đức Bồ Tát. Ở trong một đoạn kinh khác cũng có ghi thêm về cái bồ đề và con ngựa thiền đắc, nhưng mà chúng tôi không nói tại đây, tại vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào những chi tiết quan trọng hơn. Thì với những điều trên hé lộ cho chúng ta biết một số cái tính cách đặc biệt về sự ra đời của Đức Phật. Và không phải chỉ có vậy, mà con đường Ngài sẽ đi, một con đường rất là cao cả, đó là thoát tục để quyên viên thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã có những cái dự báo. Và những dự báo này quả thực là có một ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống của Ngài, ảnh hưởng cách nhìn của vua cha, ảnh hưởng những người chung quanh, cho đến khi mà Ngài rời khỏi hoàng cung. Đó là dự báo rằng Ngài sẽ từ bỏ ngai vàng để trở thành một vị sa môn đúng nghĩa, và từ đó Ngài trở thành một bậc chân sư và cứu độ thế gian này. Một cái ghi nhận mà chúng ta tìm trong Kutaka Nikaya, đó là một vị đạo sĩ có tên là Asika. Vị này là vị có một cái thành tựu về thiền chứng cao nhất thời bấy giờ, là thành tựu thiền vô sắc phi tưởng phi phi tưởng. Có thể nói rằng
ở trong thế giới loài người lúc đó, thì đạo sĩ Asita lại đặc biệt, lại là người có cái sở đắc cao như vậy. Nhưng mà rồi từ cái sự chiêu cảm sâu thẳm trong tâm của mình, vị này nhận ra niềm hân hoan của chư thiên và nhân loại có một cái gì đó rất là đặc biệt, rất là khác thường xảy ra trên thế gian. Và cuối cùng vị này đã tìm đến thành Kathikapilavatthu và xin được vào để diện chứng thái tử. Ở đây thái tử sơ sinh, thì bây giờ người ta rất kính trọng những đạo sĩ. Và đạo sĩ Asita có một phong thái rất là cao quý, nên khi được báo, Vua Tịnh Phạn lập tức đã mời vào trong nội cung. Và ở trong kinh ghi lại, lúc bây giờ thái tử mới chào đời, nhưng mà lại có một cái cung cách rất là phi phạm, tự tại, an nhiên, thoải mái, không có tiếng khóc, cũng không có một cái thái độ mà như một hài nhi rất là thơ ngây, mà lại có những cái nét sắc sảo biểu hiện của một bậc đại trượng phu về sau này. Và thậm chí còn đưa chân lên như là một thái độ của một bậc long tượng. Thì thứ gì, khi đưa thái tử ra, lúc thái tử sơ sinh gặp, để đầu của sĩ Asita gặp, thì thưa quý vị, Vua Tịnh Phạn đã đọc ở trên nét mặt của thái tử, của đạo sĩ Asita, hai cái biểu cảm. Một là chợt vui và chợt buồn. Nhà vua nêu lên câu hỏi của mình, tại sao lại có một cái cảm xúc lẫn lộn như vậy? Thì vị đạo sĩ này nói rằng, thật sự rất là vui, là vị này biết chắc rằng thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác. Và buồn là bởi vì tuổi thọ của mình không lâu ở trong kiếp làm người, và do vậy sẽ không có cơ duyên để học, để tu theo lời dạy của Ngài. Mà thưa quý vị, hai cái biểu cảm đó chỉ thoáng qua ở trên mặt của vị đạo sĩ mà có cái sở đắc cao nhất thời bấy giờ, nhưng mà đã khiến cho vua Tịnh Phạn lập tâm là mình sẽ thay đổi, sẽ làm thế nào mà đứa con yêu quý của mình không đi theo con đường xuất gia trở thành một vị sa môn, mà tiếp tục thừa kế ngai vàng cũng như bản thân của mình. Và Vua Tịnh Phạn đã lập tâm như vậy và đã theo đuổi như vậy trong suốt 29 năm sau đó. Không phải chỉ có một diện báo của đạo sĩ Asita, mà còn một sự kiện khác lại tưới đọc thêm cái nhìn của Vua Tịnh Phạn. Đó là trong cái phong tục rất là đặc biệt của người Ấn Độ từ xưa đến nay, khi một bé trai chào đời ở trong một gia đình, và nhất là trong gia đình có tiền, thì cha mẹ lại không đặt tên con liền, mà là những vị tu sĩ Bà La Môn được thần tướng. Và thưa quý vị, đó là một chuyện rất là thường tình, nhưng mà trong trường hợp của Đức Bồ Tát
thì lại là một cái lễ rất là long trọng. Đó gọi là lễ đặt tên. Người ta dựa trên những gì mà được tiên tri về tương lai, về vận mệnh của hài nhi. Từ đó họ chọn một cái tên xứng hợp. Đó là một cái cách đặt tên mà theo phong tục, mà cũng là cách đặt tên rất là xa xỉ, vương giả giàu có của những người mà có quyền thế thời bấy giờ. Thì Vua Tịnh Phạn đã mời một số rất đông, hàng trăm nhà thông thái, những vị tòa la môn đến để dự cái tên lễ đặt tên, để dự cái lễ đặt tên. Và trong cái lễ này, một cái buổi tiệc khoản đãi rất là long trọng, nói như sự vui mừng vì nhà vua đã có được thái tử sau những năm dài chờ đợi mòn mỏi, mong là có con nói giỏi. Nhà vua cũng nói lên cái niềm vui vô tả là khi có đứa con, mà con lại con trai, mà con trai lại là đứa con trai rất là bụ bẩm kháu khỉnh. Và hơn thế nữa, sự ra đời của thái tử đã làm cho cả hoàng tộc và cả thần dân trong thành Ca Tỳ Lá Vệ vui lên như một ngày hội. Người ta hiếm khi tìm thấy được một cái tâm cảm mà sung sướng như vậy ở tại vương quốc này, mặc dù có rất nhiều lễ hội quanh năm. Và do đó cái lễ đặt tên đã tự được, nó trở thành một cái dịp rất là trang trọng. Thì trong số hơn 300 nhà thông thái được mời đến để dự cái buổi tiệc đó, thì Vua Tịnh Phạn đặc biệt nhờ các vị cẩn thận tuyển ra 8 vị. 8 vị được xem như là những học giả danh tiếng nhất thời bấy giờ, những người bác lãm kinh Phệ Đà và những người nổi tiếng là rất là giỏi về xem tướng, về tướng xấu. Và tất nhiên là cái đặc biệt ở trong kinh Phệ Đà là có nói đến đại trường phu tướng, tức là cái quý tướng của một bậc đại trường phu, như là chúng ta tìm thấy trong kinh Lắc Lá Sutta. Và cả 8 vị này thông hiểu về trường phu tướng. Và rồi thưa quý vị, 8 vị đã được mời vào trong nội cung tận mắt để xem tướng thái tử. Và 7 vị trong số đó đưa lên 2 ngón tay là thái tử sẽ có 2 con đường của tương lai. Một là làm vua sẽ trở thành đại đế. Và nếu xuất gia sẽ trở thành một bậc đại giác độ đời. 7 vị Bà La Môn đã có sự tiên tri như vậy. Nhưng mà duy nhất chỉ có một người, người đó là người trẻ tuổi nhất, mà được xem như là mặc dù rất trẻ nhưng mà rất là thông thái về Phệ Đà. Vị này đưa ra một ngón tay khẳng định rằng thái tử chỉ có một con đường, một con đường duy nhất, đó là con đường thoát tục, không có con đường khác, và sẽ thành tựu cái đại nguyện cao cả của mình. Nhập chung lại cả 8 cái lời tiên tri của 8 vị Bà La Môn, dù rằng 7 vị đồng ý về 2 con đường và 1 vị khẳng định 1 con đường, thì tự chỉ có một kết luận là dù đi theo đường đời thì cũng sẽ thành tựu một cái chí hướng cao cả nhất, là trở thành một vị đại đế. Mình đi theo đường đạo thì cũng sẽ thành tựu chí hướng cao cả nhất, đó là thành tựu quả vị vô thượng. Do vậy ngài được đặt cái tên là Siddhartha, và gọi là đắc kỳ sở nguyện. Đắc kỳ sở nguyện tức là thành tựu cái nguyện vọng của mình. Thì như vậy, ngay trong cái tên của thái tử đã là một cái dấu ấn ghi lại cái lời tiên tri về con đường đi của ngài. Nhưng mà ở tại đây
lại manh nha lên một cái niềm hy vọng của vua cha, đó là vua Tịnh Phạn. Khi một vua Tịnh Phạn nghe lời tiên tri của 8 vị đạo sĩ trong lễ đặt tên, thì nhà vua rất tâm làm một việc, là nhà vua tin rất là mạnh mẽ lời tiên của những vị đạo sĩ. Nhưng mà nhà vua tự an ủi với chính mình rằng nếu con của mình mà sẽ là người thành tựu cái chí hướng, cái hoài bão lớn trong cuộc đời, thì mình sẽ làm mọi cách, trả mọi giá và tìm mọi phương thức để đứa con của mình nuôi cái chí hướng trở thành một vị đại đế, trở thành một người chẳng những thừa kế ngai vàng mà còn phát huy quang đại cái sự nghiệp đế vương mà cha ông đã để lại. Và thưa quý vị, từ đó trở đi, suốt cuộc đời niên thiếu của thái tử, nhà vua tìm mọi cách để tâm của thái tử hướng về đế nghiệp, hướng về dục vọng, hướng về hạnh phúc của trần gian. Và đó là một ở trong những điều mà khiến cuộc sống của ngài rất khác với những người bình thường, rất khác với những vị hoàng tử bình thường, rất khác với những đứa con yêu quý bình thường. Bởi vì sự róc tâm Tịnh Phạn là làm thế nào thái tử sẽ đi theo con đường hạnh phúc của thế gian. Và về điều này, nếu chúng ta đọc ở trong số các bài kinh, trong đó có một bài kinh để chúng ta nhớ, đó là kinh Thánh Cầu ở trong Trung Bộ, thì Đức Phật ngài có nói một đoạn ngắn là ngài được nuôi dưỡng một cách rất là tế nhị. Cuộc sống của ngài, những cái thực phẩm là những sơn hào hải vị, y phục của ngài làm bằng lụa từ xứ Kashi, và ngài sống ở trong 3 lâu đài cho 3 cái mùa khác nhau của Ấn Độ. Có mùa nóng, có mùa khô, có mùa mưa. Và mùa mưa thì lại có cái cấu trúc của lâu đài thích hợp cho mùa mưa. Mùa nóng có thích hợp nóng, mùa khô có thích hợp mùa khô, như chúng ta sẽ có lộ biết. Và trong cái đời sống không phải chỉ có tiện nghi vật chất, chỉ có vàng son nhung lụa phủ lên, mà vô Tình Phạm đặc biệt là chú ý từng chi tiết một, để thái tử luôn cảm nhận rằng cuộc sống hiện đại rất là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ riêng mình mà những người xung quanh mình. Một người hầu cận mà có cái dấu hiệu già nua thì phải lập tức rời khỏi thái tử. Một cái chiếc lá vàng rơi xuống lập tức phải nhặt đi, để luôn luôn xung quanh có hoa thơm cỏ lạ nữa đây. Và không biết bao nhiêu những lễ hội, không biết bao nhiêu những sinh hoạt rộn rịp vui đùa. Có thể nói rằng 29 năm mà thái tử sống ở tại Kapila Vatthu, thì vua Tịnh Phạn đã bỏ rất nhiều những đầu tư lớn để làm sao cho cái bối cảnh sống xung quanh đứa con yêu của mình là luôn luôn vui, luôn luôn đẹp, luôn luôn hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ một mình mà ngay cả với những người sống xung quanh. Và đó là một cái bối cảnh sống về ở trong thời niên thiếu, mà bối cảnh sống này đến từ cái dự báo về con đường học, đến từ những gì mà nhà vua đã được nghe lời tiên tri của các vị Bà La Môn thông thái, từ cái lời khẳng định của đạo sĩ Asita. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù những lời tiên tri đó là một phong tục, mặc dù những cái suy tư về, những cái lời nói về tương lai đó nó không chắc chắn được nhà vua khẳng định, nhưng mà tận trong thâm tận, trong thâm sâu thẳm thì nhà vua tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra
và nhà vua chỉ muốn lèo lái cho nó lệch hướng khác đi đôi chút, nhưng mà rồi nhà vua đã không làm được việc đó. Thì thưa quý vị, ở đây cũng nói thêm một điều là nhà thông thái trẻ tuổi nhất, tức là Bà La Môn Con Đanh Giáo, khi mà đến để tham dự lễ đặt tên và được đặc biệt mời vào trong nội cung để xem tướng thái tử, thì vị Bà La Môn này lại có một cái lập tâm là chờ đợi, bởi vì vị đó còn rất trẻ và vị này có một niềm hy vọng rất là mãnh liệt. Thái tử lớn lên sẽ trở thành một vị đạo sư vĩ đại và mình sẽ nhận thái tử làm thầy. Và trong suốt thời gian gần 30 năm dài chờ đợi, thì có một ngày đạo sĩ Côn Đanh Nhá nghe được rằng thái tử đã rời bỏ cung vàng đi ngọc, đi xuất gia. Đó là một ngày mà Côn Đanh Nhá mừng như gặp bội, bởi vì lời tiên tri của mình đã trở thành sự thật và cái sự chờ đợi của mình không uổng công. Mặc dù lúc đó chưa biết thái tử sẽ đi đâu và sẽ làm gì, nhưng mà riêng cái chuyện thái tử, riêng cái chuyện Đức Bồ Tát rời khỏi hoàng cung đó, đã xác định rằng lời tiên tri của Bà La Môn Con Đanh Giá là đúng. Bởi vì Bà La Môn này đã đi tìm đến những vị Bà La Môn đã từng xem tướng thái tử. Chúng ta biết rằng ngoài Con Đanh Giá ra còn có 7 vị khác, nhưng 7 vị đó đều là già yếu và cũng và tất cả đều đã chết. Nhưng mà khi những vị chết đi đó, thì con cái của những vị này đã được nghe lại là cha của mình từng vào trong hoàng cung và từng gặp được thái tử sơ sinh và từng có lời sắc, lời tiên tri là thái tử có 2 con đường để đi, và con đường nào cũng là vẻ vang, con đường nào cũng có thành tựu lớn. Và Bà La Môn Con Đanh Giá tin rằng ở trong những gia đình đó mình sẽ tìm được những con người mà chia sẻ cái niềm tin của mình. Và ở trong số 7 cái gia đình đó thì Con Đanh Giá đã rủ được 4 người cộng với Con Đanh Giá là 5, trở thành một nhóm và sau này gọi là nhóm Kiêu và nhóm Con Đanh Giá, nhóm Kiêu Trần Dương. Và 5 vị này đã dò hỏi về Sa Môn Gautama, tức là Đức Bồ Tát, đến về hướng Nam đến Đà. Và cuối cùng do cái sự thăm dò nhiều ngày nhiều tháng đã tìm đến gặp Đức Bồ Tát và đã đồng hành với Ngài trong gần 6 năm dài trong thời gian tu khổ hạnh. Câu chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà rồi thưa quý vị, ở tại vườn Lộc Quyển, cũng vào một ngày tròn tháng Aswad, Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Và 5 thầy Kiều Trần Như là 5 người được một cái đại diện phúc là được nghe bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Và ở tại một cái vị trí mà vua A Dục đã xây cất lên một tháp gọi là Thamek Stupa. Ở tại đó, Đức Thích Tôn đã tiên thuyết giáo pháp là sự chính thức ra đời của pháp bảo. Và ở tại đó, Đức Thế Tôn đã cho 5 thầy Thiệt Kiều Thiệt Như thọ đại giới và sự chính thức ra đời của Tăng Bảo. Và Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo được hình thành một cách trọn vẹn trong giáo pháp của Đức Phật. Thì Côn Đanh Giá và 4 người bạn của mình trở thành 5 vị tỳ kheo và trở thành một cái hộp chúng mà chúng ta gọi là Tăng và Tăng Bảo đầu tiên. Thì chúng ta nói như vậy để thấy rằng Ngài Côn Đanh Giá, tôn giả Côn Đanh Giá đã có một cái gắn bó
rất là đặc biệt với Đức Thế Tôn khi mà Ngài mới chào đời không lâu, là một vị hoàng thích. Và rồi, thưa quý vị, chúng ta lại nói đến một cái mặt khác về đời niên thiếu của Ngài. Đó là vốn là một chúng sinh dày công tu tập, nên khi Ngài sanh ra đời, cho dù là về mặt thân hay tâm, thì Ngài đều có những cái ưu việt hơn những chúng sinh khác. Nhưng mà đặc biệt là về mặt nội tâm, thì Ngài vốn rất là dễ dàng để vận dụng cái tâm định của mình. Một điểm rất khác với muôn ngàn chúng sinh khác. Khi mà Ngài còn nhỏ, năm lên 7 tuổi, có một lần, có một cái lễ hội lớn gọi là lễ Hạ Điền. Lễ Hạ Điền tức là một cái lễ cầu đảo hàng năm cho mưa thuận gió hòa và khởi đầu cho cái mùa canh tác mới. Thì nhà vua theo cái phong tục là một việc rất là trọng đại, là nhà vua Vua Tịnh Phạn tự thân xuống ruộng cầm cài để mà cài ruộng. Và điều đó nói lên sự trang trọng đối với nền nông nghiệp và đối với tâm thành của một vị vua để cầu nguyện cho nhân chúng được mùa. Thì thưa quý vị, lễ Hạ Điền là một cái lễ rất là vui tươi nhộn nhịp của thần dân. Theo trong kinh kể là khi nhà vua xuống ruộng để mà cài, thì dân chúng chung quanh tụ tập để cùng chia sẻ những cái ngày mùa được bắt đầu với việc một vị quân vương xuống cài ruộng. Thì những thị nữ, những người hầu cận có cái trách nhiệm để mà chăm sóc hoàng tử lúc bây giờ mới lên 7 tuổi, thì lại vì một cái chuyện, một cái duyên rất là đặc biệt, là mãi mê theo đuổi những sinh hoạt vui tươi của ngày lễ. Và Thái tử đang ngồi một mình ở dưới bóng một cây, cây trong lớp lớn, một cây đại thụ. Và khác với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác thì có thể chạy đùa, vui đùa, tung tăng đi đó đây đây nếu được ở một mình, nếu không có ai. Nhưng mà Thái tử thì không làm như vậy. Ngài đã ngồi ở dưới bóng cây trăm một mình, 7 tuổi thôi, nhưng mà là tĩnh tọa rất đẹp, rất vững lên trên chỗ ngồi của mình, khép mắt lại và tập trung vào hít ra vào và ngài trú vào một trạng thái gọi là sơ thiền. Thì thưa quý vị, khoảnh khắc sau đó thì những thị nữ đã quay trở lại. Họ hốt hoảng, họ lo lắng bởi vì một cái sự lơ đễnh là đã mãi mê vui chơi mà quên chăm sóc thái tử. Nhưng mà điều họ kinh ngạc đó là họ trở lại không phải là thái tử đã chạy đi đâu mất rồi, nhưng mà điều mà họ làm cho họ thảng thốt đó là thái tử đã ngồi, ngồi một cách rất là an nhiên, rất là điềm tĩnh để thiền định.
họ không dám khuấy động mà lại đi trình báo với vua Tịnh Phạn. Và khi vua Tịnh Phạn nghe như vậy cũng chạy đến. Ở trong kinh nói rằng vua Tịnh Phạn là một người vua, là phụ hoàng, là một người cha. Nhưng mà nhà vua cảm thấy rằng có cái gì đó vô cùng thiêng liêng, vô cùng đặc biệt. Ngay cả cái cành lá của cái trâm dường như nó không có bình thường. Nó lại xếp ra như một cái bảo cái để che cho thái tử. Và cái phong cách thiền định của thái tử lên 7 tuổi ngồi triết gia đã khiến cho nhà vua bất giác là một cử chỉ mà không ai ngờ được. Đó là chắp tay lên một cách rất là cung kính đối với người con của mình. Và thưa quý vị, sự kiện này không đơn giản là chỉ là một sự kiện của thời thơ ấu, mà nó đã là một trạng lại khi mà Đức Bồ Tát ngày tu khổ hạnh, như chúng ta được nghe ở trong kinh Sách Chất Cá, Đại Kinh hay là ở trong kinh Thánh Cầu. Khi mà Ngài áp dụng một cách triệt để phương pháp khổ hạnh và bằng một cái sự trải nghiệm mà do cái niềm tin rằng ép sát khổ tu là con đường dẫn đến cái quả vị vô thường, thì bỗng nhiên những cái giây phút mà ngồi ở dưới cội cây trăm, thời thơ ấu nó lại trở về với Ngài. Và trong đó Ngài thấy rằng sự ép sát ấy, nó cuối cùng không dẫn đến tới đâu hết, mà chính là một sự đi sâu vào trong tâm muội định. Ở trong cái tâm muội định đó, đó, khi tâm được thanh tịnh, tâm được nhuần nhuyễn, nó làm cái nền tảng cho tuệ giác. Và cuối cùng này là chứng tâm minh định cho cõi Bồ Đề. Và đó là câu chuyện của bài học tới mà chúng ta sẽ đề cập. Nhưng mà câu chuyện mà Ngài ngồi ở dưới gốc cây trăm để mà nhập định, mặc dù chỉ chứng sơ thiền, tuy rằng không phải là những thiền chứng cao như sau này Ngài đã từng chứng thiền vô sở hữu phi, phi tưởng phi phi tưởng, nhưng mà chính sự gợi nhắc của thời niên thiếu đó đã là một ấn tượng rất mạnh, đã là một người ý rất tốt khi mà Ngài chuyển hướng từ sự kiên quyết tu khổ hạnh chuyển sang con đường trung đạo. Và như vậy, một lần nữa, một cái sự kiện thuở thiếu thời đó, lại có một ảnh hưởng lớn về sau này. Và trong kinh cũng ghi rằng Đức Thế Tôn này là một người có những cái ưu việt về mặt thể lực, trí tuệ, nhân cách. Ở trong kinh nói rằng khi mà Ngài lớn lên là một thanh niên, có thể dùng một cái tay của mình, đúng là một ngón tay, một cái tay của mình, ấn lên cái đầu của con tượng đó, đủ mạnh để con tượng phải phủ phục xuống. Ngài cái sức cây mạnh như vậy. Chúng ta biết trong đời này có nhiều người mạnh lắm, nhưng mà thể lực rất là đặc biệt. Thì chúng tôi nói điều này là một cái việc mà chúng tôi nói thêm, không có ghi ở trong kinh. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái kinh nghiệm và cũng là cái sự quan sát của chúng tôi. Thường thường á, những người mà có cái thể lực rất là khang kiện đó,
rất là khỏe đó. Thì những người này họ hay có một cái tâm thái rất là đặc biệt. Đó là dạng gì? Dám làm, dám mạo hiểm. Chúng tôi không phải nói rằng những người mà thể chất yếu đuối thì đều không có sự can đảm. Chúng tôi không nói như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những con người mà những cuộc mạo hiểm như lần này khuyên cán với chứng đi về Thiên Cúc để tìm lại cội nguồn của Đạo Phật, như là Marco Polo là có cuộc viễn du rất xa, Marco, những người được xem là hành trình vòng quanh thế giới, Columbus vân vân, thì họ đều có một cái sức phúc rất là mạnh mẽ, rất là kháng kiện. Chúng tôi lớn lên ở miền Tây nước Việt á, đọc nhiều về những cái chuỗi ngày khẩn hoan của những con người đến những nơi rừng thiêng nước độc để khai phá lập nghiệp, thì được nghe rằng những người mà dám đi, dám làm là những người rất khỏe, rất khỏe về thể lực. Điều này nó cũng là một tính chất rất là tự nhiên. Và quý vị thấy sẽ diễn người đàn ông á, ít có sợ như người phụ nữ, và dám ra bên ngoài, dám dấn thân vào sương gió đó. Thường là tại vì một phần là do cái thể lực mạnh. Con người mình lạ lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta về cái thân thể không có cường tráng, không có khỏe mạnh đó, thì chúng ta suy nghĩ cái gì đôi khi chúng ta cũng ngại, cũng thủ, cũng làm sao để cho được an toàn. Đôi khi mà chúng ta còn sợ gió, sợ mưa, ngại nắng, ngại sương. Nhưng mà một con người khỏe mạnh đó, thì dám đi vào rừng, dám xuống biển, dám làm một hành trình xa xôi. Dĩ nhiên ở đây là cái ý tưởng chúng tôi suy nghĩ thôi. Nhưng mà Đức Bồ Tát đó, theo ở trong kinh này, thời tấu này rất là mạnh khỏe và cũng là kháng kiện, kháng kiện cường tráng. Và Ngài cũng là một người mà nhận được nền giáo dục rất tốt. Vô tình phạm chúng tất cả những gì mà tốt đẹp nhất cho đứa con yêu của mình, kể cả một nền giáo dục. Và vua đã mời những nhà thông thái, những người mà có một cái trình độ rất là bác lãm về nhiều mặt. Và thời đó chúng ta giáo dục của Tam Pa Tạo Phệ Đà. Ở đây chúng tôi cũng nói mở ngoặc nói thêm, đó là Kinh Veda hay là Kinh Phệ Đà của Ấn Độ đó không phải là một bộ kinh, mà Kinh Phệ Đà đó, đó là một cái tích tập của nhiều bộ sách mà sau này người ta không còn biết ai là tác giả. Thì có một bộ á, chuyên về một bộ là những bản thánh thi để ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi cái đời sống mà chúng ta gọi là tôn giáo, tín ngưỡng. Và có một bộ á, thì chuyên về chú thuật, về quyền học. Nhưng mà có một bộ khác á, chuyên về cái tri thức gồm những môn học căn bản của loài người, như là về toán học, về y học, về ngôn ngữ, về nhiều mặt, chúng ta gọi là kiến thức tổng quát. Thành ra cái ba bộ Phệ Đà của Bà La Môn nó không hẳn là hoàn toàn nói về tôn giáo, nói về triết học. Và ba bộ đó bao gồm nhiều lĩnh vực trong đời sống, là những cái kiến thức rất là căn bản. Và ba bộ đó, đó vẫn còn là
ba cái kho tàng tri thức lớn của người Ấn Độ ngày nay. Và người mà học kinh điển Vệ Đà đó vẫn bỏ ra một thời gian rất dài ở trong đời của họ để nghiên cứu. Thì Thái tử nhận được cái sự hướng dẫn giáo dục về toán học, về ngữ pháp, về thiên nhiên, về y học, v.v. từ sự giáo dục của Vệ Đà. Thứ gì ngày không phải chỉ có như vậy mà còn được ghi nhận là ngài có một là một người có cái nhân cách đặc biệt cao quý. Chúng ta đọc những bài kinh như là kinh Ambedha ở trong Trường Bộ Kinh hay là trong Trung Bộ Kinh, khi mà có những bạn la môn rất là giỏi về quan sát theo Đức Phật đến khu rừng Mahanama hay là ở Savasti để quan sát Đức Phật. Và những bà la môn này dù là những người ngoại đạo nhưng về kể lại về Đức Phật, về cái cung cách, về sự uy nghiêm, về uy nghi tế hạnh của ngài, tất cả đều nói lên một điểm giống nhau, đó là ngài là người có cái tư cách cử chỉ rất là tao nhã, rất là cao quý, rất là thánh thiện, rất là phi phạm. Bên cạnh 32 đại trưởng phu tước, đó là những điều mà chúng ta được nghe về về Đức Phật. Chỉ riêng những chuyện đó nó không thể là một sớm một chiều, mà những việc đó nó vốn đã là những cái biểu lộ từ thời niên thiếu của ngài cho đến khi mà ngài thành quả vị chánh đẳng danh giác. Và đặc biệt ở trong kinh cũng ghi lại là Đức Bồ Tát, quý Phật tử quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha, và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Dạ, xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, một cái đặc điểm ở trong thời niên thiếu của Đức Bồ Tát mà sau này do chính Đức Phật kể đó là sự trầm tư của ngài đối với đau khổ và hạnh phúc. Rất là khó để chúng ta tưởng tượng một vị hoàng tử và sau này là một vị quân vương kẻ ở trong nhung lụa và với đầy đủ những cái hạnh phúc của trần gian, một người cha chăm sóc với tất cả tình thương, một người vợ tận tụy lo lắng, và cả một cái triều đình luôn dành những điều tốt nhất cho mình, nhưng mà lại tự hỏi những điều, thí dụ như tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối mà lại đi tìm đến cái mà cũng bị sanh già đau chết chi phối. Cái suy nghĩ đó không đơn giản. Và hay là ngài tự đặt câu hỏi và tự tìm trả lời là nếu có một cái bị sanh già đau chết chi phối thì chắc chắn phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Hạnh phúc và đau khổ trở thành đề tài lớn ở trong tư duy của ngài.
Và điều này rất là hiếm hoi. Rất là hiếm hoi. Đối với con người, tất cả chúng ta đều suy nghĩ là tại sao người khác thành công, tại sao người khác giàu có, tại sao người khác có những thành tựu về học vị, về địa vị, tại sao mình không thành tựu. Nhưng mà Đức Bồ Tát không hỏi như vậy. Mà Ngài chỉ đặt câu hỏi rằng đời sống của ta bị sanh già đau chết chi phối. Tại sao cái gì mà mình hướng đến, cái gì mà mình nghĩ về tương lai, nó cũng nằm ở trong cái phòng lẫn quẩn đó. Đó là cái tư duy của Ngài. Một cách rất là đặc. Điều này thì thật ra trong cái nhìn của người Phật tử rất là tự nhiên. Bởi vì từ vô lượng kiếp rồi, đau khổ đã là một đề tài mà Ngài đã nghiền ngẫm, đã suy tư. Ngài đã cảm nhận cái nỗi khổ sâu sắc của kiếp nhân sinh. Ngài cảm nhận cái nỗi khổ của những người chung quanh Ngài. Ngài nỗi khổ của cái thân của Ngài, tâm của Ngài. Và tự nhiên đau khổ và hạnh phúc, nó luôn luôn là một điều mà Ngài băn khoăn. Khi mà chúng ta gặp lại những cái suy tư của Đức Bồ Tát khi Ngài còn ở trong hoàng cung, thì thưa quý vị, tinh ý một chút thì chúng ta thấy rằng chuyện đó không có đơn giản, không có dễ, không có dễ dàng. Nhất là ở trong cuộc sống hôm nay, xã hội hôm nay, chúng tôi nhớ vua của Phu Tăng có một lần ông nói rằng ở trên thế giới này người ta chỉ đưa ra những chỉ số về tổng sản lượng quốc gia để đo đạt cái sự giàu nghèo, nhưng mà không ai đưa về cái chỉ số về hạnh phúc của một quốc gia. Và rõ ràng hai điều đó khác nhau. Không phải một quốc gia mà cái lợi tức cao mà dân chúng không có được hạnh phúc. Thì chúng ta thấy rằng cái suy tư đó cũng là một cái sự suy tư rất là khác biệt. Nhưng mà chúng ta trở lại câu chuyện ngày xưa, khi mà Thái tử, khi mà Đức Bồ Tát còn ở trong cung đình, giữa cuộc sống nhung lụa êm ấm, mà Ngài đặt vấn đề rằng tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm cái cũng bị sanh già đau chết chi phối. Thì đặt lại vấn đề một cách khác thường, một cách không có giống cái nhìn của những người khác. Quả thật là những cái suy tư không bình thường, những cái suy tư mà điều đó đó cho chúng ta thấy rằng đời niên thiếu của Đức Bồ Tát đó hoàn toàn khế hợp với cái cuộc sống về sau này của Ngài. Xuất gia đạo, thành tựu vô thượng đạo quả, hoằng hóa độ đời, đều có một cái sự tương ứng với cái nhìn từ thời niên thiếu đối với khổ đau và hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là một việc mà trong kinh gọi là cái thông lệ của chư Phật. Tất các vị toàn giác đều giống nhau, là do cái phúc quả trong quá khứ và do cái đại sự nhân duyên. Tất cả chư Phật, kể cực bậc đạo sư của chúng ta, đều có một cuộc sống rất là viên mãn về vật chất, về tình thương. Ở trong thời niên thiếu, tất cả các ngài đều có gia đình, có vợ, có con. Về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói thêm một điểm nữa là trong cái văn hóa của người Việt Nam, nhất là ảnh hưởng Trung Hoa, giờ nếu quý vị nào quen với các chùa Bắc Tông thì hay có một giá trị mà ở đây chúng tôi cũng phải nói là không có trong Pháp, nhưng mà giá trị do người Trung Hoa và đặc biệt ảnh hưởng của lão giáo, đó là giá trị của đồng chân xuất gia. Ví dụ như là Giáo hội Nông Thống Nhất khi mà viết về các vị tăng thống, hay là tìm các vị tăng thống, tìm vị đồng chân xuất gia, tức là
một cái vị mà xuất gia còn nhỏ mà chưa bao giờ có gia đình đó, thì xem cái chuyện đồng chân xuất gia đó là một cái gì rất là đặc biệt. Giống như bên Thiên Chúa Giáo mà họ nói là về sự đồng trinh của Đức Mẹ, Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, họ xem sự đồng trinh đó là một cái gì rất là thiêng liêng cao cả lắm. Thì đồng chân xuất gia đối với Phật giáo Bắc Tông thì cũng như vậy. Nhưng mà thật ra thì ở trong cái thông lệ của chư Phật đó, thì tất cả chư Phật đều có gia đình, có vợ, có con trước khi được xuất gia. Ngài có một cuộc sống rất là viên mãn, rất là đầy đủ, rất là đa diện trước khi Ngài xuất gia. Thì là một điểm khác mà chúng ta nên biết. Thì thưa quý vị, trong kinh điển Pali đó, thì không phải là Ngài có một cuộc sống ở hoàng cung ngắn ngủi, mà Ngài có cuộc sống cũng gần 30 năm. Nó chính xác là 29 năm. Ở trong 29 năm đó, đó Ngài trải qua nhiều cái giai đoạn của cuộc sống. 16 năm của thời chúng ta gọi là vị thành niên, và 13 năm sau cái lễ đăng quang, chúng ta là thành niên bây giờ đã là từ 18 tuổi trở lên, nhưng mà người Ấn Độ thì thành niên tuổi 16 tuổi trở lên. Và Ngài đã sống từ thành niên 13 năm như vậy. Năm mà Ngài đăng quang, năm 16 tuổi, như bài học trước chúng ta có đề cập đó, là Ngài đăng quang trở thành một vị vua, nhưng mà không có chấp chính. Vua Tịnh Phạn nên là phái Thượng Hoàng. Và cũng trong ngày đăng quang đó là lễ kết hôn của Ngài với công nương Yashodhara. Và rồi năm 29 tuổi, khi mà tóc còn xanh, cuộc đời còn đẹp, thì Ngài đã khởi cái tâm, như hồi nãy chúng tôi có trình bày, là tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối, và lại đi tìm cái sanh già đau chết chi phối. Và trong một lần mà Ngài đi ra ngoại thành để quan cảnh, thì có những hình ảnh đập vào mắt của Ngài. Ở đó là một hình ảnh của một người già, một người bệnh, một người chết và một vị tu sĩ mà chúng ta gọi tắt là lão bệnh tử tăng. Thật ra những điều này không phải là Ngài không biết, nhưng mà những gì mà Ngài mục đích đó, nó là giọt nước tràn ly. Đó là những sự thôi thúc sau cùng. Và chính cái lần đi ngoại thành đó, và với những cái cảnh tượng già bệnh chết, một vị xuất gia đó, nó không còn là một điều Ngài được học từ các vị thầy, được nghe từ ở trong kho tàng tri thức, mà chính này mục đích đã dẫn đến một quyết định mà cổ kim chưa từng có đối với một vị vua, đó là tự mình bỏ ngai vàng trở thành một vị tu sĩ. Thưa quý vị, cũng trong ngày đó, đó là ngày rằm tháng Aswad, Ngài có dặn người tín bộc là Channa, đêm nay chuẩn bị yên cư cho Ngài. Channa đã làm theo. Thì thứ gì buổi chiều đó, Ngài nhận được tin là công chúa Yashodhara vừa hạ sanh một hoàng nam. Và người ta báo rằng hoàng nam rất kháu khỉnh, rất là khỏe mạnh, rất là bụ bẩm. Bằng cái tình thương của một người cha, bằng cái sợi dây nối kết từ vô lượng kiếp, Ngài cảm nhận được một cách sâu sắc về đứa con trai của chào đời. Nhưng mà lúc đó Ngài thốt lên một câu là Rahula, Rahula, một sợi dây trói buộc. Đừng nói là Ngài không thương. Một người không thương con thì không có gì gọi là trói buộc. Nhưng mà lúc đó
đứa con trai ra đời trong một ngày mà người quyết định rời bỏ hoàng cung. Ngài biết Rahula ra đời có đầy đủ sự chăm sóc của mẹ là Yasodhara, của ông nội là vua Suddhodana và của một vị hoàng tử. Với tất cả sự chăm sóc, ngài không phải lo về mặt đó. Nhưng mà điều mà ngài nhận ra rằng tất cả những tình thương, dù tình thương của một người cha đối với đứa con đầu trai đầu lòng, thì vẫn là một sự dây trói buộc. Và thái độ của hoàng tử đã được trình lên vua Tịnh Phạn, do đó vua Tịnh Phạn đặt ngay trên đứa con, đứa cháu nội của mình là Rahula, là sợi dây ràng buộc. Vì sao này chúng ta biết đến cái tên Rahula. Thưa quý vị, đêm đó ngài đã rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ra đi. Và ngày hôm nay chúng ta đến cổ thành Ca Tỳ La Vệ, vẫn còn đó cái cửa thành gọi là Đông Môn. Và cửa thành Đông Môn này với cái cổng xây bằng gạch cách đây hơn 26 thế kỷ, siêu vẹo, và một cổng gạch mà nằm siêu vẹo, nằm ngang. Nhưng đó ghi lại một cái quyết định phi phạm, ghi lại một sự lịch sử gọi là vô tiền khoáng hậu của nhân loại, là một vị vua ở trong thời thanh xuân đã quyết tâm ra đi, dấn thân vào sương gió theo con đường tu hành giải thoát giác ngộ, mà bỏ lại sau lưng cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ. Và cuối bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại một điều là khi mà ngài đến dòng sông Anoba thì ngài đã cắt tóc, ngài đã cởi tất cả những cái trang sức xiêm y của một ông hoàng trao lại cho người tín mục là Channa. Hãy mang những thứ này về tâu với vua cha là vua Tịnh Phạn, là ngài đã xuất gia. Channa xin đi theo và ngài đã từ chối. Channa cùng với con ngựa Kantaka, ngựa kiền trắc, đã quay đầu trở về Ca Tỳ La Vệ. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của ngài ở lại một mình bên dòng sông, giữa chúng quan phu, không có người hầu hạ, không có người bảo vệ. Ở trên không có mái che của hoàng cung nguy nga và cuộc sống ngày mai. Ăn đâu, ở đâu. Nó không phải là một điều mà quen thuộc đối với ngài. Chúng ta phải nhắm mắt lại một chút để tưởng tượng rằng một bậc quân vương sống trong cung vàng điện ngọc, được chăm sóc đầy đủ mọi thứ. Bây giờ thì sống một mình giữa hoang sơn. Điều cũng đặc biệt thích hợp cho ngài là thời đó cũng như hôm nay, xã hội Ấn Độ vẫn luôn luôn mở rộng vòng tay cho những tu sĩ gọi là Samana, những vị sa môn. Những vị tu sĩ này không có nghề nghiệp để mưu sinh, mà với chiếc bình bát đi vào ở trong thành, ở trong làng, ở những cái nẻo đường, và có ai phát tâm thì họ đặt vào trong đó ít vật thực, đồ nhật. Và ngài đã lựa chọn con đường như vậy. Bữa cơm đầu tiên của ngài thì thật sự không có dễ nuốt. Trong kinh có diễn tả rằng khi mà ngài đi khất thực ngày hôm sau và những thực phẩm đặt vào trong bình bát của ngài đã không làm cho ngài dễ chịu chút nào,
Thưa quý vị, một vị quân vương đã từng với những bữa ăn được chuẩn bị bởi ngự thù rất là thơm ngon, rất là tinh khiết. Bây giờ thì ở trong miền Bắc này là một mớ hỗn độn, những thức ăn của những thường dân mà nó lại là thức ăn khất thực, nó trộn lẫn nhiều thứ. Cái cảm giác đầu tiên thật không phải dễ nuốt, nhưng mà Ngài tự nhắc với chính mình rằng đây là thực phẩm mình sẽ sống như vậy cho đến suốt đời của mình. Và Ngài đã chậm rãi để nuốt những thực phẩm đó vào. Thật ra nếu chúng ta có một chút tưởng tượng, một ngày nào đó rời khỏi căn nhà của mình, một căn nhà có đầy đủ tiện nghi, để đi vào một nơi mà mình không có tiền, không có thẻ tín dụng, không có điện thoại, không có mái nhà để che, không có xe cộ đi di chuyển, và không có những người thân xung quanh, chỉ thể sống bằng thực, ngủ chỉ gốc cây hoặc là ở trong hang đá. Một cái sự chuyển tiếp như vậy đó, không phải là dễ, hoàn toàn không phải dễ. Chúng tôi có đến thăm dò sông Anoma một lần, và trong lúc mọi người đang chụp hình thì chúng tôi ngồi ở dưới một cái gốc cây để quan sát xung quanh. Dòng sông Anoma bây giờ thì có lẽ ít có hoang sơ hơn thời Đức Thế Tôn con. Nhưng mà tưởng tượng rằng một vị quân vương khi mà trao tất cả những hoàng bào tư trang cho người tín bộc mang về, ở lại một mình và bắt đầu đời sống vị sa môn, thì thực sự rất là vĩ đại, rất là vĩ đại. Không phải dễ dàng. Chúng ta lấy cái phàm tâm bình thường của chúng ta để suy niệm thôi, khoan nói đến những gì mà cao cả, không phải dễ dàng. Và hình ảnh đó đã chấm dứt cái thời niên thiếu của bậc đạo sư chúng ta, khi mà Ngài còn ở trong quãng đời sống ở trong cung phạt điện không. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây về quãng đời niên thiếu của Đức Phật. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần không biết thượng tọa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu đang ở trước máy và nghe được xin, thượng tọa hoan hỷ nói cho vài điều tiếp theo bài học ngày hôm nay. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Thưa quý vị, bây giờ thì chắc thượng tọa, thấy thượng tọa tự siêu, kính thỉnh sư huynh nói cho vài điều. Nói bao lâu cũng được, và khi đầu xong thì chúng ta thảo luận, hoặc giả có thể nói hết nhiều cũng được, kính thỉnh sư huynh. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch trừ tùng đức kính thừa với Phật tử. Trong khi chờ đợi thượng tọa Liên Lãm có bài câu thảo luận với chư tăng, chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài điều quý vị. Khi nãy thượng tọa đã chẳng có đề cập đến
Ananda và công vương Yasodhara. Công chúa Yasodhara là hai nhân vật đồng sanh trong ngài với thái tử Siddhartha. Ở đây trong Bức thơ quan sát ở thời tha chú giải của Chánh Giác Tông tiểu bộ có nói đến đồng sanh ngài với thái tử Siddhartha. Có ba nhân vật, một con vật và một cái đồ vật, một thứ vật chất. Thì ba nhân vật là ai? Một là công chúa Yasodhara, người mà sau này là vợ của thái tử Siddhartha, Siddhartha. Nhân vật thứ hai đồng sanh trong một ngày, cùng một ngày sinh nhật với, cùng sinh nhật với thái tử Siddhartha là Ananda. Là em chú bác với thái tử Siddhartha. Người mà sau này sẽ là thị giả cho Đức Phật. Cái nhân vật thứ ba gọi là Kaludagi, là một vị quan, sau này là một vị quan đại thần của vua Sư Thù Đà Ná, vô tình bạn, cũng đồng sanh, cũng cùng sanh một ngày với thái tử Siddhartha. Người mà sau này có cái vai trò là sứ giả vua Tịnh Phạn, hay tin thái tử Siddhartha sau khi ngài xuất gia xong sau 6 năm biệt tích, bây giờ ngài sống, vẫn còn sống và ngài đã thành vị Phật, thì vua mới cử chính đoàn sứ giả đến, đi đến quê Lũ Quán Ná để thỉnh Đức Phật về quê hương. Thì đoàn thứ nhất với một vị sứ giả đại thần đi cùng với nhóm tùy tùng hộ tống. Họ đi đến đó, họ gặp Đức Phật, họ mãi mê nghe pháp, rồi họ xuất gia. Không ai nhớ cái phận sự để thỉnh Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ. Cái đoàn thứ hai quý vị, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, cuối cùng thì
vô số thù đa ná xuất ruột mới cử đại thần Kha Lu Đại Trí lãnh cái trách nhiệm làm sứ giả đi đến thỉnh Đức Phật. Thì khi đến đại thần Kha Lu Đại Trí cùng với đoàn tùy tùng cũng hoan hỷ và hoan hỷ và xin xuất gia, sau khi đắc đạo quả xong và xuất gia đó, như một cái lúc đời dí thì lại không quên cái phận sự của mình, cho nên đã lên tiếng bạch thỉnh Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ. Ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý là những nhân vật mà có cái sự gắn bó với Thái tử Siddhartha như là cùng sanh trong ngày đồng sinh nhật, tất nhiên nó phải có một cái duyên ở quá khứ là lạ lắm thưa quý vị. Vì vậy cho nên khi mà cử vị đó đi làm sứ giả đi thỉnh Đức Phật về thì vị đó mặc dù duyên lành đến đi xuất gia với Đức Phật, nhưng mà vị đó không bao giờ quên được cái phận sự của mình là thỉnh Đức Phật. Cũng như quý vị biết là tôn giả Ananda, người mà đồng sanh cùng ngài với Đức Thái tử Siddhartha, sau này khi mà xuất gia thì vị đó mặc dù đồng tuổi với Đức Phật nhưng mà là một vị thị giả rất có trách nhiệm, một vị thị giả đặc biệt. Và chắc có lẽ là trong những cái thời gian tới chúng ta học, chúng ta có đi ngang qua cái nhân vật này. Thì đó là ba nhân vật đồng sách. Còn hai sự kiện nữa, một nhân vật và một cái sự vật nữa mà khi nãy Thượng Tọa Giới Đẳng có nhắc sơ qua, đó là ở trong Attakatha của Thâu Quan Sát có nói đến là con ngựa Kantaka, ngựa kiểm trắc, nó cũng chào đời cùng một ngày với Thái tử Siddhartha. Và con ngựa kiểm trắc nó phải nói là vương tượng, còn vương mã nó có một cái thân hình đặc biệt, một bộ lông trắng muốt như tuyết và khỏe mạnh, thân hình dài 8 hát tay được, 8 hát tay của người Bộ Trung. Và thưa quý vị, nó có sức mạnh vô cùng. Ở trong chú giải nói rằng là nếu mà đi hết cái vòng quanh với cái xứ Di Phù trong phố Đi Bá, đã đi hết một vòng về thì chỉ nội trong một ngày một đêm thôi là anh đi hết. Mà quý vị biết từ cái xứ trong phố Đi Bá, xứ Ấn Độ nó rộng lớn cỡ dừa nào mà nó xuất phát đi đồ hôm rồi sáng hôm sau lại về tới Ca Tỳ La Vệ trở lại. Chính vì vậy mà cho nên người kiện cắt khi mà đưa Thái tử Siddhartha đi xuất gia vó câu trên đường thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà khi bị chặn ngang bởi con sông Anuma
thì con ngựa đó nó không chần chờ gì nữa, là nhớ nó chỉ cần phóng qua bên kia nó có sức mạnh như vậy. Và trong chú giải nói rằng là ngựa này nó cũng có cái nhân duyên với thái tử Sĩ Đạt Ta lắm. Và khi mà đưa thái tử đi đến bờ bên, đi qua bên kia sông Anoma, và khi ngài xuất gia thì ngài bảo đi về, thì khi mà Chana người dắt ngựa dẫn con ngựa đi về thì vừa hút tầm mắt với chủ nhân thì con ngựa đó nó bẫy tim mà nó chết, nó sanh về cõi trời Tao Qua Tiên Sắc, cõi trời Đau Lợi. Sau này tôn giả Mokkalana, tôn giả Mùng Liên, ngài khó đi lên cõi trời Đau Lợi, ngài viếng thăm các vị thiên tử đó, và ngài có gặp thiên tử Kanthaka Devaputta ở trong một cái tòa thiên cung. Ở trong chú giải nói gì? Và thưa quý vị, còn một cái sự vật nữa cũng xuất hiện một ngày trong ngày với thái tử Đạt Ta, đó là bốn hầm châu ngọc. Bốn hầm châu ngọc này chỉ xuất hiện đối với cái chúng sanh đại phước là chuyển lương vương đó, ngài có phước là chuyển lương vương. Nếu mà ở tại gia thì ngài trong 7 ngày nữa ngài sẽ thành vị chuyển lương vương, có bốn hầm châu ngọc, bốn hầm châu báu sẵn sàng như là cái mỏ vàng mỏ ngọc của ngài. Nhưng mà khi ngài đi xuất gia thì biến mất. Chính vì chỗ đó, rồi sau này Rahula, lúc mà trước khi tôi ngài về có thể là vị Rahula vâng lời mẹ là công nương Yasothara đi đến để Rahula đi đến bên Đức Phật để xin thừa tự cái tài sản đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài đã nghĩ rằng hãy cho Rahula thừa tự cái thánh sản, thì ngài mới bảo tôn giả Sariputta cho xuất gia. Khi nãy thì tôi giáo đẳng nói rằng là chỉ nhắc đến hai cái nhân vật gắn bó cuộc đời của ngài, đó là Ananda và Yasothara. Nhưng mà chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị, bởi vì đại thần Kaludaji cũng có cái sự liên hệ ở trong lịch sử của Đức Phật, là một sứ giả đi thỉnh Đức Phật về, có thể là vị đầu tiên. Còn ngựa kiệt trắc Kanthaka thì là một con vật trung thành mà nó đã đưa ngài đi. Trong đêm đó đi, các vị chư thiên phải che cái mõm của ngựa kiệt trắc lại,
nó không có một cái tiếng hít. Và ở dưới chân của con người người chắc khi mà chạy đó, khi mà phi nước đại thì nó không có tiếng động. Thay vì người ta lắp cái móng ngựa bằng sắt thì chạy lông cọc đó. Nhưng mà đằng này chắc các vị trời lắp vào cái móng bằng vải nhung hay sao đó, nó chạy rất là êm, cho nên lính canh gác không hay gì cả. Và chư thiên họ đứng trực hờ sẵn hờ mở cổng thành cho đi. Thì vậy người miền Trắc cũng chứ nó cũng liên quan đến cái cuộc xuất gia của Thái tử Siddhartha lắm. Cho nên cũng xin nhắc thêm một vài điều chia sẻ với quý vị để chúng ta học thì chúng ta biết nhiều càng tốt thưa quý vị. Chúng ta học về cuộc đời Đức Phật mà nói đến là năm cái nhân vật sự vật mà đồng sinh nhật với Thái tử Siddhartha mà chúng ta không biết đó. Chúng ta chỉ biết có hai thì bỏ qua ba thì cũng tiếc thưa quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều thôi. Bây giờ thì chỉ còn có 7 phút. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Mạch Thượng Tọa Thầy Sư, còn vài phút xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Sư một điều đó. Đó là dựa trên những gì mà Thượng Tọa Thầy Sư đọc ở trong kinh điển đó, thì phải chăng là những đại đệ tử của Phật, những đệ tử Phật và những người liên hệ trực tiếp về đời của Đức Phật đó, thì đều có một cái từ quá khứ, và nếu đó là duyên lành thì tôi có thể cho một vài ví dụ là cái duyên đó được tạo nên như thế nào không? Tại có những người thắc mắc là tại sao có những người sinh ra là chỉ giả, tại sao người sinh ra là con của Đức Phật, có người sinh ra là thường thủ thinh văn chẳng hạn, thì cái gì là duyên mà đã khiến cho những vị đó lại trở thành một cái người có mặt trong cuộc đời Đức Phật, lại đúng cái vai trò đó mà không phải vai trò khác. Xin kính thưa Thượng Tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Tất cả những đệ tử của Đức Phật mà liên quan đến cuộc đời của Đức Phật và đóng cái vai trò như là thầy giả hay là thượng thủ thinh văn Akasavaka hoặc là có cái vai trò có cái vị trí như là con của Đức Phật chẳng hạn, thậm chí là cha là mẹ của Đức Phật, Đức vua Suddhodana hay là hoàng hậu Mahabaya hoặc là công đường Yasodhara, tất cả đều là do cái duyên ở quá khứ. Một là cộng nghiệp thiện trong suốt cái quá trình mà khi ngài còn là một vị Bồ Tát đang thực hành và bổ túc Pháp Ba La Mật, thì tất cả những cái nhân vật này họ cũng đều
có liên quan, biến thuộc hoặc là hậu chúc, và có cái tâm thuận tùng theo Bồ Tát. Mà đặc biệt nhất là những cái nhân vật quan trọng đó, những nhân vật đó đều có cái đại nguyện, có cái đại nguyện. Khi mà thí dụ như tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Ngài Liên, ở trong thời Đức Phật Anamodasi, thì các vị là những đạo sĩ, và Ngài Sarada, tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, khi thấy Đức Thế Tôn từ xa đến trong cái khu rừng đó, thì đạo sĩ rất là hoan hỷ, mới thỉnh Đức Thế Tôn vào trong khác trong cái tỉnh thất của mình. Và lúc đó Đức Thế Tôn Ngài Anamodasi, Ngài dẫn theo các chúng đệ tử thịnh văn của Ngài, thì bên cạnh Đức Thế Tôn là có Đức Thế Tôn Anamodasi có hai vị đại đệ tử thượng thủ thịnh văn, đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông. Và Đức Thế Tôn Ngài giới thiệu cho biết đây là vị thượng thủ thịnh văn đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông của Ngài. Lúc đó đạo sĩ Sarada rất là hoan hỷ, và Đức Thế Tôn Anamodasi Ngài nhập định. Trong suốt 7 ngày thì đạo sĩ Sarada đã đứng hầu cầm lọng che cho Đức Phật. Sau 7 ngày Ngài xả định ra thì Ngài thuyết pháp, thì 500 đạo sĩ học trò của đạo sĩ trưởng Sarada thì chứng quả là hán. Còn riêng về đạo sĩ Sarada thì bị quan hỷ với cái vị đại đệ tử, vị thượng thủ thinh văn thì nhất trí tuệ của Đức Thế Tôn Anamodasi, cho nên đạo sĩ Sarada mới phát nguyện trước mặt Đức Thế Tôn, đã mong rằng trong tương lai, thời Đức Phật tương lai, cũng sẽ là một vị thượng thủ thinh văn cũng đệ nhất về trí tuệ. Thì Đức Thế Tôn Anamodasi Ngài thọ ký, Ngài thọ ký cho Ngài tiên tri cho biết là đến cái thời kỳ Đức Phật Gautama thì người sẽ được thành tựu. Thì tất cả những cái nhân vật hiện tại bây giờ và được Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố cho mọi chúng biết, vị này ở cái vai trò này, vị kia vai trò kia, cái này không phải là cái sự thiên vị của Đức Phật, cũng không phải là một cái sự đặc ân gì mà Đức Thế Tôn Ngài ban cho họ, Ngài phong chức cho họ, mà là do cái hạnh nguyện ở trong quá khứ họ đã từng phát nguyện dưới chân của chư Thế Tôn quá khứ, của các Đức Thế Tôn quá khứ. Khi họ tạo một cái thiện nghiệp nào đó, họ mới phát nguyện. Thì như vậy nó có cái sự liên quan, liên hệ như thế đó, thưa quý vị. Và các Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Thế Tôn Ngài phong tặng, Ngài không có, Ngài không có thiên vị, Ngài vẫn không phong tặng đâu, mà là do cái hạnh nguyện. Chính Đức Thế Tôn Ngài nói điều đó, Ngài nói điều đó là do cái hạnh nguyện của các vị nay được thành tựu, thì Đức Thế Tôn Ngài xác nhận cho thôi. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cuối cùng của buổi học hôm nay, bây giờ cũng là đến đúng giờ rồi. Xin tỉnh thượng tọa lúc có bài học. Sao không kính chân ngã, thưa tổ sư. Thưa quý vị, thật ra thì
khi mà chúng ta học về cuộc đời của Đức Phật có phần khác với Phật pháp. Phần Phật pháp thì chúng ta suy tư nhiều, nhưng mà riêng về cuộc đời Đức Phật thì sự cảm nhận rất là quan trọng. Và đôi lúc chúng ta phải lắng đọng tâm tư, nhìn từ một góc nhìn nào đó thì chúng ta mới nhận ra được rằng cái ý nghĩa nằm đằng sau những cái sự kiện mà được ghi lại ở trong kinh điển. Và mong rằng những điều này sẽ mở cho chúng ta những cánh cửa đi vào trong sự tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta là người con Phật không thể không hiểu về Đức Phật. Càng biết càng hiểu về Đức Phật thì chúng ta còn xây dựng niềm tin của chúng ta được tốt hơn, được vững hơn. Kính thưa Chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng trong bài học ngày hôm nay. Để quý ngài thân chào tạm biệt Phật tử. Ngày mai thì chúng ta sẽ có giáo trình kinh tương ứng và vị giảng sư là thầy Tuấn Quyền. Hẹn gặp lại tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.